Ngọc Thủy hân hạnh kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Mỹ Television phát hành trên băng tần 14.6. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, phần tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm có các bản tin chính như sau. Tin tặc Nga bị nghi tấn công vào các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Cộng dường như cài người vào các định chế và doanh nghiệp nước ngoài. Hôm nay, đại cử tri sẽ bỏ phiếu chính thức bầu Tổng thống Hoa Kỳ. Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác nhận bị tin tặc tấn công. Ba tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, Hồ Đức Hòa, Lê Thanh Tùng tuyệt thực. Và để mở đầu, kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, trước hết kính mời quý vị theo dõi những tin liên quan đến thế giới. Liên quan về COVID-19, Nhật Bản và Hàn Quốc tính đến biện pháp mạnh để chống dịch. Siết chặt du lịch ở Nhật và đóng cửa trường học ở Hàn Quốc. Trước ca nhiễm virus gia tăng nhanh chóng trở lại, cả Nhật Bản và Hàn Quốc vào hôm nay 14 tháng 12 năm 2020 đã phải tính đến khả năng siết chặt thêm các biện pháp hạn chế đi lại và tụ tập để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Phát ngôn viên chính phủ Katsunobu Kato trong một cuộc họp báo cho rằng chiến dịch Go to Travel nhằm thúc đẩy nền kinh tế khu vực và giúp đỡ các khách sạn vùng đã có hiệu quả ở một mức độ nào đó trong việc kích dịch. Bất chấp những lo ngại của các chuyên gia là một chiến dịch du lịch trên thực tế có thể giúp lây lan của virus, Suga vẫn khẳng định việc tạm dừng ngay lập tức toàn bộ chiến dịch du lịch chưa được xem xét. Tuy Nhật Bản không chứng kiến loại bùng phát lớn như ở Hoa Kỳ hay châu Âu, nhưng tình trạng nhiễm virus đã trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông đến, và đặc biệt là ở các vùng phía bắc đảo Hokkaido cũng như thành phố Osaka. Cả nước đã có hơn 3.000 ca nhiễm mới lần đầu tiên trong một ngày vào thứ Bảy vừa qua. Và Tokyo đã xác nhận 621 trường hợp mới, thưa quý vị. Trong khi đó, thì Hàn Quốc đã ra lệnh đóng cửa các trường học kể từ thứ Ba, ngày 15 tháng 12 ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận với đợt bùng phát virus corona tồi tệ nhất từ khi đại dịch bắt đầu. Các trường học ở khu vực thủ đô sẽ chuyển thành các lớp học trực tuyến cho đến cuối tháng. Trong bối cảnh việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội mới, cho đến nay thì vẫn không thể đảo ngược đà gia tăng lây nhiễm. Liên quan đến nước Nga, thưa quý vị, tin tặc Nga bị nghi tấn công vào các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Một trong những nguồn tin nắm rõ hồ sơ được hãng tin Reuters trích dẫn vào hôm nay, 14 tháng 12 năm 2020 cho biết, việc này trầm trọng đến mức Hội đồng An ninh Quốc gia đã triệu tập buổi họp tại Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Bảy tuần trước. Hiện giờ có rất ít thông tin được chính phủ Hoa Kỳ công bố. Bộ Thương mại chỉ xác nhận đã có một vụ xâm nhập vào một trong các cơ quan của bộ này và cho biết là đã yêu cầu Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng CISA và Cục điều tra liên bang FBI điều tra. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Julius, tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ đã biết thông tin đó và đang thi hành các biện pháp cần thiết để xác định và giải quyết mọi vấn đề có thể nảy sinh từ vụ này. Chính phủ Hoa Kỳ không nói rõ những tin tặc đó là từ đâu. Nhưng theo các nguồn tin của Reuters, nước Nga đứng đằng sau vụ tấn công tin học nói trên. Các vụ xâm nhập nằm trong khuôn khổ một chiến dịch tấn công tin học rộng lớn hơn nhắm vào cả công ty FireEye, một công ty an ninh mạng lớn của Hoa Kỳ, làm việc cho các cơ quan công quyền của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và tờ Washington Post được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay cũng nghi ngờ nước Nga đứng đằng sau các vụ tấn công tin học đó, mà thủ phạm là nhóm ATP29.
nhóm đã từng mở các cuộc tấn công nhắm vào ứng cử viên dân chủ là Hillary Clinton trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2016. Tuy nhiên, trên trang Facebook Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông báo cho rằng cáo buộc đó chỉ là một mưu toan của báo chí Hoa Kỳ nhằm đổ trách nhiệm cho Moscow về các vụ tấn công tin học vào các cơ quan của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, 2.000 nhân viên đập phá nhà máy sản xuất iPhone ở Ấn Độ. Nhân viên của nhà máy Wistron, đối tác sản xuất iPhone ở Ấn Độ, đã biểu tình đập phá do phẫn uất về lương thưởng. Theo The Times of India, khoảng 2.000 nhân viên của nhà máy sản xuất iPhone Wistron đóng tại Nasathura ở Ấn Độ, sau khi rời ca trực vào ngày 12 tháng 12, đã đập phá khắp nhà máy. Đoàn người nổi cơn thịnh nộ, phá hủy đồ đạc, máy móc của công ty. Một số người thậm chí tìm cách phóng hỏa đốt xe. Lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để ổn định trật tự. Nguồn tin của The Times of India nói là nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo loạn liên quan đến tiền lương, thưởng. Các nhân viên tức giận vì công ty không trả lương đúng hẹn. Mặc dù lương hàng tháng cho sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật là 21 rupee, tức là 6.6 triệu đồng. Và vài tháng gần đây thì họ chỉ nhận được 12.000 đến 16.000 rupee. Mức lương của những người không tốt nghiệp ngành kỹ thuật thì giảm xuống còn 8.000 rupee. Và đại diện Wistron cho biết họ đang phối hợp với cảnh sát địa phương để tiến hành các cuộc điều tra. Thông tin sơ bộ cho biết là cuộc bạo loạn không có người ngoài công ty tham gia. Từ tối ngày 11 tháng 12, nhân viên của Wistron đã thảo luận về lương trên các nhóm nội bộ. Một số người cho biết họ chỉ nhận được khoảng 500 rupee, tiền lương trong tài khoản. Wistron đã nhận được 43 mẫu anh, tức là 17 hecta đất tại khu công nghiệp Narasapura từ chính quyền tiểu bang sau khi họ đề xuất đầu tư khoảng 2.86 tỷ rupee và tạo việc làm cho hơn là 10.000 người, thưa quý vị. Nhà máy đang sản xuất iPhone SE, một số thiết bị y tế và các thiết bị trong hệ sinh thái của Apple. Những người phụ nữ truyền cảm hứng trong một ngành nam giới thống trị. Thưa quý vị, tin tiếp theo cho biết là người sáng lập ngân hàng Sterling của Vương quốc Anh, Andy Borden, muốn chứng minh mọi người sai. So với đàn ông thì phụ nữ phải đạt được nhiều thành tựu hơn, làm việc chăm chỉ hơn và hoàn hảo hơn nhiều để có được cùng công việc. Bà nói với đài BBC. Bà Borden cũng là giám đốc điều hành tại Sterling Bank, nhà băng đã phát triển nhanh chóng và hiện đang là chủ đề của cuộc thảo luận về nhân sự mới. Các ngành tài chính ngân hàng từ trước cho đến nay đều do nam giới thống trị, mặc dù điều này đang bắt đầu thay đổi. Vào tháng 9, ngân hàng khổng lồ Citigroup của Hoa Kỳ bổ nhiệm Jane Fraser làm giám đốc điều hành kế tiếp, biến người phụ nữ nước Anh này trở thành sếp nữ đầu tiên của một ngân hàng ở Wall Street. Tôi muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên thành lập ngân hàng Anh, không chỉ vì tôi có thể thấy ngân hàng của mình có thể tốt hơn đến mức nào, mà còn để truyền cảm hứng cho những người khác và dẫn đầu trong ngành công nghiệp truyền thống do nam giới thống trị. Ngoài bà Anne Borden, còn có các phụ nữ khác tham gia vào ngành. Yoko Makiguchi hiện là giám đốc điều hành hoạt động của nhà băng Revolut tại Nhật Bản, ngân hàng trực tuyến có trụ sở tại nước Anh. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Cộng dường như cài người vào các định chế và doanh nghiệp nước ngoài. Tin cho biết là danh sách gần 2 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Cộng và tuyên thệ của họ bị rò rỉ từ một máy chủ ở Thượng Hải. Các dữ kiện bị tiết lộ này cho thấy có nhiều đảng viên Cộng sản Trung Cộng hiện diện trong các công ty và định chế nước ngoài. Báo chí Anh cho biết là nhiều cơ quan ngoại giao ở Thượng Hải bị xâm nhập. Trong số các nạn nhân có đại xí nghiệp dược phẩm AstraZeneca, ngân hàng HSBC. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng sơn. Nhiều xí nghiệp châu Âu khác có thể sẽ lên tiếng trong những ngày tới. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stephen Lagarde thường thuật rằng, theo báo Úc là The Australian, ít nhất 10 tòa lãnh sự tại Thượng Hải có nhân viên là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Cộng.
một số làm việc từ hơn một thập niên và đôi khi ở những chức vụ chiến lược như là chuyên gia chính trị và kinh tế. Nhật báo Daily Mail ở London cũng ghi nhận tương tự rằng vụ rò rỉ hàng loạt có dữ kiện này cho thấy là ảnh hưởng của Trung Cộng đã lan ra gần như khắp mọi lĩnh vực, kể cả trong các xí nghiệp quốc phòng, ngân hàng và đại công ty dược phẩm. Tổng cộng có 1.95 triệu danh tính đảng viên Cộng sản Trung Cộng bị một nhà đối lập sao chép từ một máy chủ ở Thượng Hải vào năm 2016. Danh sách được cung cấp cho Liên minh các nghị sĩ về tình hình Trung Cộng, gọi tắt là IPAC, vào tháng 9 năm 2019, trước khi được giao cho ba cơ quan truyền thông quốc tế, gồm có The Australian của Úc, The Standard của nước Mỹ, The Sunday Mail của Anh và một nhà sản xuất xuất bản của Thụy Điển, thưa quý vị. Và nói về Trung Cộng bị phát hiện cài người vào 10 lãnh sự quán ở Thượng Hải. Trong hơn một thập niên, Trung Cộng được cho đã sử dụng một công ty tuyển mộ nhân sự để âm thầm cài người vào nhiều lãnh sự quán nước ngoài, trong đó có Anh Quốc, Úc, Hoa Kỳ ở thành phố Thượng Hải. Theo báo The Australian ở Úc vào hôm 14 tháng 12 cho hay, dựa trên danh sách bị rò rỉ chứa gần 2 triệu tên đảng viên Đảng Cộng sản Trung Cộng, gọi tắt là CCP, thì một số đảng công tác tại 10 lãnh sự quán ở Thượng Hải. Những người này được cho đang đảm nhiệm các vai trò như chuyên gia chính trị cấp cao và chuyên gia các vấn đề về chính phủ, cố vấn kinh tế, thư ký, trợ lý, theo tờ báo Úc cho biết. Và danh sách được gửi đến Liên minh Liên nghị viện Trung Cộng vào giữa tháng 9 cho thấy là các thành viên CCP đã và đang công tác tại nhiều phái bộ ngoại giao, trong đó có Anh, Đức, Thụy Sĩ, Ấn Độ, New Zealand, Ý, Nam Phi, Úc, Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và bên cạnh các lãnh sự quán thì Trung Cộng được cho là đã cài người vào các tập đoàn của Hoa Kỳ như Boeing và nhà sản xuất vaccine COVID-19 Pfizer. Trong khi đó thì giám đốc ngân hàng Trung Cộng lừa hơn 400 triệu Mỹ Kim để sống sang chảnh. Thưa quý vị, theo phán quyết của tòa được công bố vào tuần trước, Zhang Jing, cựu giám đốc chi nhánh Hong Chiang Chao của ngân hàng Min Sheng ở Bắc Kinh đã bị kết tội sử dụng hợp đồng quản lý tài sản giả để lừa đảo khách hàng với số tiền lên đến là 2.7 tỷ nhân dân tệ, tức là 412 triệu Mỹ Kim. Bà Zhang đã lừa đảo bằng mô hình Ponzi trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2017. Phán quyết của tòa đã khép lại một trong những vụ lừa đảo ngân hàng tai tiếng nhất ở Trung Quốc. Vụ việc bị phanh phui từ tháng 4 năm 2017 khi Zhang bị cảnh sát bắt giữ với lý do mà theo phía ngân hàng mô tả là sai phạm đạo đức cá nhân. Theo các tài liệu tòa án mới được công bố, bà Zhang đã đưa ra mức lãi suất cao cho khách hàng của ngân hàng và lừa họ ký các thỏa thuận quản lý tài sản giả nhằm cho phép bà chuyển tiền cho bạn bè và người thân. Bà cũng thông đồng với các nhân viên khác trong ngân hàng để thực hiện phi vụ lừa đảo. Bà Zhang đã sử dụng số tiền lừa đảo để chi trả cho cuộc sống xa hoa của mình. Nữ giám đốc đã mua các căn hộ cao cấp, bao gồm một căn nhà ở trung tâm Bắc Kinh và một biệt thự ở thành phố Tam Á, cùng đồ trang sức và ngọc bích đắt đỏ, thưa quý vị. Theo tạp chí Caixin, bà Zhang từng được xem là một trong những giám đốc chi nhánh giỏi nhất ở Bắc Kinh. Bà tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc, trở thành giám đốc chi nhánh ngân hàng vào năm 2011, khi mới 31 tuổi và được xem là ngôi sao trong ngân hàng. Kính thưa quý khán thính giả, đó là những tin liên quan đến thế giới. Chúng tôi xin phép tạm dừng trong giây lát và sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thùy sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ.